mọi người, lại là mình Vân Anh đây. Ở trong video ngày hôm nay, Vân Anh sẽ chia sẻ những cái điều mà chúng ta nên làm, những cái điều mà chị em phụ nữ chúng ta cần phải làm trong những cái ngày đèn đỏ nhá. Và những ngày đèn đỏ thì chúng ta luôn luôn là khó chịu, bứt rứt. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể thoải mái nhất thì cùng Vân Anh đi hết video này nhá. Và để giúp chúng ta có thể thoải mái hơn thì những ngày đèn đỏ thì chúng ta hãy nên mặc những cái bộ đồ rộng rãi, thoải mái, không bị bó nhịp, bó sát vào người quá khiến chúng ta cảm thấy khó chịu. Và hãy nên lựa những cái màu tối thôi. Và những ngày đèn đỏ này thì tất nhiên là phải tránh những cái đồ màu trắng, đồ màu sáng. Và hãy uống thật là nhiều nước nha. Chúng ta hãy uống thật là nhiều nước. Và hãy nên vận động. Đừng có nghĩ rằng vào những cái ngày đèn đỏ như này thì chúng ta sẽ ngồi yên một chỗ hay là nằm yên một chỗ thôi. Mà chúng ta hãy nên vận động, nó rất là tốt để cho kiểu cái lượng máu của chúng ta được lưu thông, nó được tuần hoàn, trao đổi, nó chuyển đổi. Và chúng ta hãy nên vận động, tuy nhiên là vận động nhẹ nhàng thôi, bằng cách là bình thường là chúng ta chạy bộ, nhưng mà những ngày đèn đỏ thì chúng ta có thể lựa cách là chúng ta đi bộ nhẹ nhàng, hoặc là có thể tập yoga thì nó rất là tốt. Cho nên là chúng ta hãy nên vận động mọi người nhé. Trong những cái ngày đèn đỏ thì chúng ta hãy vệ sinh cô bé và hãy giữ cô bé của chúng ta luôn sạch sẽ nha. Chúng ta hãy nên thay băng vệ sinh ít nhất là khoảng 3 đến 4 lần trên một ngày, buổi sáng này, hoặc là nếu có thể thì tầm trưa rồi đầu giờ chiều rồi tầm tối rồi trước khi đi ngủ chúng ta hãy thay băng vệ sinh, để không để quá lâu nha mọi người. Đừng có để cả một ngày dài chúng ta mới thay băng vệ sinh nha. Lúc đấy thì cái vi khuẩn của chúng ta nó sẽ dễ phát triển hơn đó. Mà đặc biệt là những cái ngày đèn đỏ thì cô bé của chúng ta nó cũng sẽ bị yếu hơn ấy. Nếu mà chúng ta vệ sinh không tốt thì sẽ gây ảnh hưởng, dễ gây ra vi khuẩn rồi sinh ra bệnh, hay là ảnh hưởng đến cái bụng kín, ảnh hưởng đến cô bé của chúng ta. Và chúng ta hãy vệ sinh sạch sẽ, rửa sạch sẽ cô bé bằng những cái lọ dung dịch vệ sinh dành cho phụ nữ. Và tất nhiên là mọi người hãy lựa những cái dung dịch vệ sinh an toàn, có thương hiệu để có thể đảm bảo được cái sức khỏe của cô bé của chúng ta. Có nhiều người thì Vân Anh thấy là hay có dùng cái sữa tắm để vệ sinh cô bé, nhưng mọi người ơi, mọi người đừng dùng sữa tắm để vệ sinh cô bé nhé. Có những cái loại dung dịch vệ sinh dành cho cô bé thì mọi người hãy lựa và sử dụng. Còn nữa thì chúng ta cũng hãy nên thay đồ lót thường xuyên, chứ cũng không nên để quá lâu. Hãy nên thay đồ lót để đảm bảo được lúc nào cũng sạch sẽ và khô thoáng mọi người ạ. Trong những cái ngày mà chúng ta đến mùa rụng râu ấy thì hãy nên để ý màu râu của chúng ta nhé. Bởi vì là màu râu của chúng ta nó cũng sẽ phản ánh rất là nhiều về cái tình trạng sức khỏe cô bé của chúng ta ấy. Cho nên là chúng ta hãy để ý màu râu của chúng ta. Với những màu râu của chúng ta mà có màu đỏ tươi thì nó tốt, nhưng mà cái màu râu mà nó không được đỏ tươi mà nó đỏ, nó hơi sẫm một chút ấy, thì chúng ta hãy tùy, hãy xem xét và hãy thử search những, nếu mà tùy theo mức độ của chúng ta có thể search thử ở trên mạng, hoặc là search thử ở những cái trên mạng uy tín ấy, để có thể biết được cái mức độ của chúng ta. Tại vì nhiều khi màu nó bị đậm quá nó sẽ có mức độ nguy hiểm. Và tốt hơn hết là nếu mà thấy cái màu râu của chúng ta có cái sự bất thường ấy, thì mọi người hãy nên đến bác sĩ và kiểm tra nhé. Và một trong những cái điều mà chúng ta nên làm ở trong những cái ngày đèn đỏ này, đó chúng ta hãy tìm ra những cái phương pháp để loại bỏ những cái mùi hôi của cô bé chúng ta trong những ngày đèn đỏ này. Mọi người có thể thấy là khi mà cô bé của chúng ta vào những cái mùa rụng râu ấy thì sẽ có những cái mùi hôi rất là khó chịu, những mùi hôi tanh rất là khó chịu, và nhiều khi nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta. Bởi vì là khi mà một mùi hôi thì sẽ khiến chúng ta cảm thấy khó chịu hơn. Cho nên là chúng ta hãy tìm ra những phương pháp để loại bỏ cái mùi hôi đấy. Thì Vân Anh thường sử dụng nước hoa nội y vào trong ngày đèn đỏ này, bình thường vẫn dùng rồi, nhưng mà đặc biệt là trong những cái ngày đèn đỏ thì Vân Anh không thể nào bỏ lỗ em nước hoa nội y này. Thì chúng ta có thể sử dụng nhỏ 1-2 giọt trên đầu lót, hoặc là thậm chí lên trên băng vệ sinh, nó giúp cân bằng độ pH cho cô bé của chúng ta này, và đặc biệt là giúp loại bỏ cái mùi hôi, không còn cảm thấy cái mùi hôi khó chịu, mùi hôi tanh nữa, và sẽ mang lại cho chúng ta một cái mùi hương nó thoang thoảng, giúp chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. Bởi vì là trong những cái ngày đèn đỏ ấy thì có những cái tác động nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy stress luôn nhá. Thì một cái hương thơm thì nó cũng sẽ giúp chúng
ta thấy cảm giác thoải mái, dễ chịu hơn, mà chúng ta có cảm giác là còn năng lượng, không bị khó chịu hay là không bị đứt dứt một cái điều gì đó nữa, thì một cái hương thơm này nó cũng sẽ giúp rất là nhiều trong cái việc loại bỏ mùi hôi này, lấy lại cái tinh thần, lấy lại năng lượng ở những ngày này đèn đỏ để chúng ta có thể có năng lượng làm việc và học tập. Và đó là những điều chúng ta nên làm trong những ngày đèn đỏ của chúng ta nha. Hy vọng là nó sẽ giúp ích mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết video này của Vân Anh. Hãy like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.